tậu trâu, cưới vợ, làm nhà là ba việc quan trọng nhất của đời người. Sở hữu một mảnh đất, một căn nhà đẹp cả hình thức lẫn phong thủy là điều ai cũng mơ ước. Thuận theo phong thủy nhưng cũng phải phù hợp với công năng, thói quen sử dụng của gia đình. Có như vậy không gian mới linh hoạt, thoải mái và tạo ý thức dễ chịu cho mọi người. Hiểu được nhu cầu của quý khách hàng, Phong Thủy Tam Nguyên triển khai dịch vụ hồ sơ phong thủy nhà xây mới. Quý khách hàng sẽ được tư vấn và giám sát từ lúc bắt đầu đến khi dọn về nhà mới. Với các hạng mục cụ thể, phân tích đại cục tổng thể, hợp long, các cục thừa đất, tư vấn màu sắc, họa tiết trang trí. Hồ sơ tư vấn kích thước cổng, cửa, các điểm lấy khí trong nhà. Hồ sơ phân cục vị. Hồ sơ định vị thiết kế, công năng tổng thể, hai môn, cảnh quan. Hồ sơ động thổ, phương án vị trí động thổ. Hồ sơ trấn trạch, nạp khí, kích vận đất. Hồ sơ bố trí vật phẩm phong thủy, hóa sát, kích tài. Ngày giờ động thổ, tuổi động thổ. Bố trí, sắp đặt ban thờ gia tiên. Vị trí, màu sắc phòng ngủ theo tuổi. Trạch đất, căn nhà như một quý nhân, là người đồng hành chở che toàn thể gia đình bạn. Vững chân long, trạch phù nhân, giúp trạch chủ và các thành viên gia đình phát triển bền vững và phát triển trường tồn, năm vượng thì thêm vượng, năm hung thì kém hung. Căn nhà phù hợp phong thủy sẽ sinh phù cho thân mệnh và gia đình bạn bình an, phát triển bền vững, sinh phúc, quý, tài, lộc, thọ.